Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Nguyễn Thành Tiến, Lương Công Tuấn và Nguyễn Minh Huy có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hải Châu 2 sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua 155 báo cáo tờ trình, 40 nghị quyết riêng trên các lĩnh vực và một nghị quyết chung về nhiệm vụ năm 2022. Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận chuyên sâu, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề còn tồn động trên địa bàn phường hiện nay, như hệ thống thoát nước xuống cấp, cải tạo nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang dây cáp viễn thông trong các kiệt hẻm, v.v.